Chào các bạn, rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn qua bản tin trường ngày hôm nay, 13 tháng 12. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Các bạn thân mến tiếp tục với phần điểm tin bóng đá trường ngày hôm nay, 13 tháng 12. Mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo chí Đông Nam Á ngả mũ trước màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Nhà báo Malaysia chỉ ra thứ đáng sợ còn hơn cả tỷ số 3-0 mà tuyển Việt Nam đã tạo ra. Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với tuyển Việt Nam, chờ điều thần kỳ sẽ đến với thầy trò HLV Park Seo. Mời các bạn cùng đón nghe. Báo chí Đông Nam Á ngả mũ thán phục trước Việt Nam. Các bạn thân mến, ngay sau trận thắng dễ dàng 3-0 của tuyển Việt Nam trước đối thủ được coi là khó chịu Malaysia ở bảng B AF cấp tối ngày hôm qua, thì các tờ báo ở Đông Nam Á thừa nhận sức mạnh tuyệt đối của thầy trò Park Seo. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thì tờ báo của Indonesia là tờ Sino News đã giật một dòng tít khiến Malaysia câm lặng tuyển Việt Nam leo lên vị trí đầu bảng B. Tờ này bình luận, tuyển Việt Nam đã khiến cho cuộc đua giành vị trí đầu bảng B trở nên nóng bỏng sau khi họ đánh bại Malaysia 3-0 ở lượt đấu diễn ra vào hôm Chủ nhật 12 tháng 12. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho họ sáng cửa giành vị trí nhất bảng B ám cấp 2021. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu lớn lướt trong hiệp 1 họ cầm bóng một cách thoải mái, tổ chức các đợt tấn công đầy tốc độ và gây ra sức ép lớn lên hàng thủ của Malaysia. Sau khi trận đấu diễn ra hơn 20 phút, các cầu thủ Malaysia buộc phải lùi sâu đội hình để phòng ngự và chỉ trông chờ vào những tình huống phản công. Trên thực tế, Malaysia không thể cầm bóng vượt qua vòng tròn giữa sân, tờ Sun News viết. Tờ báo của Indonesia ấn tượng cho biết Điều thú vị là các cầu thủ Malaysia đã phòng ngự tốt và chống trả lại các đợt tấn công của tuyển Việt Nam trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng đáng tiếc là họ nhận bàn thua. Chỉ 2 phút sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công vào cánh trái của hàng thủ Malaysia và cuối cùng nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Quang Hải. Sau khi dẫn trước, Việt Nam tấn công dữ dội hơn, những đường truyền ngắn chuẩn xác của họ đã trở thành mối đe dọa lớn cho hàng thủ Malaysia và kết quả không lâu sau đó Việt Nam có bàn thắng thứ hai nhờ sự tỏa sáng của Công Phượng sau pha đánh gót tuyệt vời của Quang Hải. Tờ báo này cũng chỉ ra rằng là ở hiệp 2, Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu khiến Malaysia có cơ hội tổ chức tấn công. Tuy nhiên thì tuyển Việt Nam thường xuyên tổ chức phản công để nguy hiểm bởi các cầu thủ của họ có tốc độ đáng sợ. Hy vọng của tuyển Malaysia đã tan thành mây khói sau khi Hoàng Đức ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 90 của trận đấu. Trong khi đó thì tờ Sport của Thái Lan giật một dòng tít tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ mạnh nhất để khuất phục Malaysia với tỷ số 3-0. Còn tờ quan phiên bản tiếng Thái thì mô tả những quyết định chính xác, quyết liệt và thực dụng của ông Park Hang-seo giúp cho Việt Nam hạ gục Malaysia với tỷ số 3-0 để giành chiến thắng thứ hai tại Áp Cấp. Tờ khao suốt của Thái Lan thừa nhận, xứng danh là nhà đơn kiêu địch Áp Cấp Việt Nam đã bại Malaysia với tỷ số 3-0. Nhà báo Malaysia chỉ ra thứ đáng sợ hơn cả tỷ số 3-0, mà Việt Nam đã tạo ra trước đội nhà. Các bạn thân mến, nhà báo nổi tiếng châu Á là Gabriel Tan đánh giá chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Malaysia là xứng đáng và cực kỳ thuyết phục. Trong bài viết trên trang ESPN thì nhà báo người Malaysia Gabriel Tan nhận định về thắng lợi 3-0 của Việt Nam trước Malaysia. Nếu ai đó cần một lời nhắc nhở về đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam tại áp Cup năm nay, đặc biệt là sau trận thắng không thực sự thuyết phục trước đội tuyển Lào, thì thầy trò ông Park Seo đã gửi lời nhắc nhở một cách đầy hợp lý vào tối chủ nhật. Trong màn tái hiện trận chung kết hồi năm 2018, tuyển Việt Nam đã giành trọn vẹn 3 điểm. Các nhà đương kim vô địch đánh bại đương kim Á quân với tỷ số 3-0. Các bàn thắng của Quang Hải Công Phượng giúp cho Việt Nam nắm chắc thế trận trước khi Hoàng Đức lập công ấn định chiến thắng đẹp mắt trong hiệp 2. Phân tích thêm về trận đấu thì nhà báo Gabriel Tan cho rằng một điều quan trọng mà tuyển Việt Nam đã làm được bên cạnh tỷ số 3-0. Hơn cả là tỷ số 3-0. Thứ tôi ấn tượng là cách Việt Nam kiểm soát chặt chẽ và cả quá trình trận đấu từ bắt đầu cho đến khi kết thúc. Đây là điều mà họ đã không làm được trong các trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup khi mà họ phải đối đầu với những đội bóng mạnh. Những gì diễn ra trên sân ủng hộ ý kiến cho nhà báo đến từ Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra sức ép cực kỳ lớn sau tiếng còi khai cuộc, duy trì đội hình dân cao, tranh cướp ngay bên phần sân của Malaysia và cuối cùng tìm được hai bàn thắng dẫn trước. Trong khi đó thì ở hiệp 2, khi ông Park Hang-seo đã rút các trụ cột ra sân và kéo đội hình thấp xuống chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn, Malaysia cũng vẫn tỏ ra rất bị động. Họ không có phương án hữu hiệu để tiếp cận khung thành của thủ môn ngân mạnh và còn nhiều lần bị phản công. Và một trong các tình huống phản công đó đã dẫn đến bàn thắng ấn định 3-0 của Hoàng Đức. Ngoài ra, nhà báo Gabriel Tan cũng cảnh báo Indonesia về trận đấu với Việt Nam vào trận đấu tới đây ngày 15 tháng 12. Những cầu thủ trẻ dưới tay ông Sine Yang đang cho thấy họ là đội bóng đáng xem tại giải năm nay. Nhưng mặc dù khởi đầu hoàn hảo, bài kiểm tra nặng ký nhất của tuyển Indonesia chỉ đến vào ngày 15 tháng 12 khi họ đối đầu với đội tuyển Việt Nam đưa kỳ vô địch áp cấp. Như vậy là sau ban lượt trận tại bảng B áp cấp 2021 thì ba đội là Việt Nam, Malaysia đều có được 6 điểm. Việt Nam nắm lợi thế giành ngôi đầu bảng do vẫn còn hai trận đấu trong tay, bao gồm cả cuộc đọ sức với Campuchia. Giới chuyên môn đánh giá là suất bán kết còn lại sẽ là cuộc chiến cam go không khoan nhượng giữa Indonesia và Malaysia. Báo Hàn Quốc thẳng thắn nhận định, Việt Nam ở đẳng cấp khác, Malaysia dùng cả sao quốc Brazil cũng không ăn thua. Các bạn thân mến, nhận xét về màn trình diễn của tuyển Việt Nam thì tờ The Star News của Hàn Quốc viết Tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác, Quang Hải mở tỷ số bằng cú sút không thể cản phá, Công Phượng là người nhân đôi cách biệt. Tuyển Việt Nam sau đó tiếp tục giữ thế trận chủ động trong hiệp 2. Kiểm soát bóng vượt trội, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 bằng một cú sút chân trái chính xác. Trong khi đó, tờ Unhap News nhấn mạnh về sự bất lực đến từ các cầu thủ Malaysia. Trong bế tắc, đội tuyển Malaysia đã tung cả ngôi sao gốc Brazil là đập bao la vào sân trong hiệp 2 nhưng cũng không ăn thua. Ngoài ra, tờ này cũng dành sự chú ý cho Công Phượng Câu Phượng là người nâng tỷ số thành 2-0 cho Việt Nam. Anh ta lập công trong hai trận liên tiếp tại AFF Cup. Vào năm 2019, Công Phượng cũng từng thi đấu trong áo cơ lạc bộ Yên Trơn dưới dạng cho mượn và ra sân 8 trận. Bên cạnh chiến thắng của tuyển Việt Nam thì truyền thông Hàn Quốc cũng khen ngợi những gì mà ông Shin Dayang làm được với tuyển Indonesia. Đội bóng Indonesia khởi đầu áp cấp bằng hai chiến thắng liên tiếp và đã ghi được 9 bàn thắng. Theo báo chí xứ sở Kim Chi, thành công của Park seo và ông Shin Dayang sẽ giúp cho bóng đá Hàn Quốc tăng cường uy tín tại khu vực Đông Nam Á. Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Các bạn thân mến, tờ báo của Trung Quốc ấn tượng cực mạnh và dùng đến cụm từ điên cuồng để nói về màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Các bạn thân mến là tuyển Việt Nam của chúng ta vừa có chiến thắng cực kỳ ấn tượng trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch áp cấp với việc là đè bẹp đối thủ được coi là khó chịu Malaysia với tỷ số 3-0 sau những siêu phẩm của Quang Hải, Cự Phượng và Hoàng Đức. Chiến thắng tưng bừng này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông Trung Quốc. Ngay sau trận đấu thì tờ Sun News của nước này đã đăng tải bài viết. 3-0, đội lót đường ở vòng loại World Cup đã có màn trình diễn điên cuồng, tuyển Trung Quốc lại hy vọng được họ giúp sức bằng cách cản bước tuyển Úc. Tờ Sun News tán dương màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Malaysia, sau đó cũng bày tỏ hy vọng thầy trò Park Seo sẽ dùng phong độ sự tự tin ở áp cấp để cản bước đội Úc khi vòng loại World Cup trở lại. Bài báo viết, Việt Nam có bản trình diễn thực sự là quá xuất sắc khi hạ Malaysia 3-0. Việt Nam ghi 5 bàn sau hai trận và chưa để thủng lưới bàn nào kể từ khi trở về thi đấu ở áp cấp. Chiến thắng này cho thấy Việt Nam sẽ dốc toàn lực để thực hiện hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra thì đây cũng chính là sự chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn của đội bóng này trước khi vòng loại World Cup trở lại vào tháng sau. Hiện tại Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 6 lượt trận ở vòng loại World Cup thứ 3. Đối với Việt Nam thì họ vẫn còn mục tiêu giành điểm ở 4 trận còn lại. Những chiến thắng ấn tượng ở Áp Cup có thể giúp cho thầy trò ông Park Hang-seo lấy lại sự tự tin trước khi họ quay trở lại vòng loại World Cup. Bây giờ Trung Quốc hãy kỳ vọng vào pha kiến tạo của tuyển Việt Nam, đó là Việt Nam sẽ trận đứng Úc. Điều này có ý nghĩa lớn giúp cho chúng ta vớt vát hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 3 của bảng đấu. Một phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc là trang 163.com cũng tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi Việt Nam dùng 3 siêu phẩm để đè bẹp Malaysia. Tần này tán dương Việt Nam có trận đấu ngoài mong đợi trước Malaysia. Trong hiệp 1 thì hai ngôi sao tấn công của Việt Nam là Quang Hải và Câu Phượng thi nhau tỏa sáng bằng cách ghi hai bàn thắng, được gọi là siêu phẩm chỉ trong vòng 4 phút. Đến cuối trận, Hoàng Đức cũng để lại một bàn thắng rất đẹp mắt. Chiến thắng này giúp cho Việt Nam gần như nắm chắc vị trí nhất bảng B tại AFF Cup nó khiến cho Malaysia và Indonesia phải quyết đấu với nhau để tìm vé còn lại. Ở trận đấu này, Việt Nam thực sự là quá áp đảo so với Malaysia. Dù Malaysia muốn cứ vãn và cố gắng ghi một bàn danh dự, nhưng họ đã bất lực trước sức mạnh của tuyển Việt Nam. Kết quả này cũng giúp cho đoàn quân của ông Park Seo chinh phục những cột mốc đáng nhớ ở đấu trường khu vực. Họ nối dài thành tích ấn tượng với 5 chiến thắng trước Malaysia dưới thời ông Park. Hơn nữa thì Việt Nam còn duy trì thành tích là 11 trận bất bại ở đấu trường Đông Nam Á các bạn thân mến, trên đây xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, 13 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.